Trước khi vào video, đừng bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Máy não thế hệ tiếp theo cung cấp các mô phỏng thực tế hơn. Bạn có thể chọn kết nối trực tiếp với thế giới ý thức, cũng có thể giao tiếp với những người khác bằng thiết bị đầu cuối di động. Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày ở thiết bị đầu cuối sóng não. Có một nơi tôi muốn đến, chỉ cần một cái click chuột. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm những gì tôi yêu thích chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện, máy não mới cũng rất thuận tiện để yêu xa. Đó là câu trả lời phỏng vấn của những người sở hữu máy não. Lúc này Nolan dậy không thấy anh trai đâu liền dùng máy não để liên lạc với anh mình, vì cậu bạn shipping chưa online nên cô không có việc gì làm. Anh trai nhắc nhở em gái hôm nay là sinh nhật cô bé. Ngày 31 tháng 5, cô sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị trước khi cậu về, trong khi đó Hilmer sẽ mua một vài món đồ. Nghe vậy Nolan vui sướng không biết anh sẽ chuẩn bị quà gì cho mình. Bớt Nuo đã online. Trên màn hình hiển thị những thông tin cần thiết để thợ săn bóng ma nhận nhiệm vụ. Mức tiền thưởng là 20.000 vàng. Với số tiền ấy, cô gái nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Ấn vào vành tay trực tiếp đi sâu vào thế giới ảo, tiến vào thành phố phía Tây. Đám người hò hét vì có kẻ gian lận trong quán. Họ cho gọi quản trị viên nhưng không ai trả lời. Kẻ gian lận dương dương tự đắc. Nolan Lan thong dòng tiến vào. Trên người khoác một bộ Tây phục đúng chuẩn miền Tây nước Mỹ. Nolan trở thành kẻ thách thức lây ép tiến vào đấu trường, đám người bên dưới hô hào. Lây ép khinh bỉ nhắc nhở nhẹ nhàng dáng vẻ mỏng manh của Uno, tức thì cô lao tới nắm lấy cánh tay của đối thủ. Trực tiếp vật đối thủ xuống, giành chiến thắng dễ dàng, Uno tiến đến chỗ ngồi của người bạn đang đợi sẵn. Dâu Di cùng Uno chia nửa số tiền thưởng ban nãy vì người đưa thông tin là Dâu Di, mỗi người một nửa là rất công bằng. Uno hỏi về thông tin mà cô nhờ cậu bạn tìm kiếm. Dâu Di nhanh chóng đẩy sang cho cô một chiếc hộp màu xanh lục đây là trình theo dõi tuy nhiên dữ liệu đại lục bờ dây rất nguy hiểm điều tra thông tin nhạy cảm như vậy vì uno muốn đến thế giới khác sâu thẳm trong thế giới ảo quyết định cho dù vượt qua được hay không là một thử thách dũng cảm thông qua điều tra thì ta sẽ có được hạnh phúc còn nếu thất bại vòng hỗn độn đang chờ ta hóa ra uno đang tìm một kẻ có liên quan đến thế giới này lúc này một trận đấu diễn ra dã man tên tóc trắng đe dọa người thua cuộc uno tiến đến thách đấu với tóc trắng tất nhiên là cô thắng nhưng tên đó nhanh chóng biến thành tia xét rồi chạy trốn uno và dâu di tìm ra vị trí của hắn bắt kịp ngay tại trận ngay cả khi hắn chạy đến nơi chết tiệt nào đó họ cũng không để cho tóc trắng thoát tên tóc trắng thách thức đến được lục địa dũng cảm rồi mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới khác biến mất trước mặt mọi người uno không kịp bắt lấy hắn cô cảm thấy điều kỳ lạ này cần được báo lên hiệp hội bỗng chốc cả thành phố bị nhiễu sóng từng gai tím đâm lên đây là virus phá hoại Uno bảo mọi người nhanh chóng offline trong lúc đó Uno và dâu di cầm súng lên tản ra ngăn chặn virus toàn bộ hệ thống cảnh báo an ninh đến người dùng thị trấn nhỏ ở khu vực phía tây đã bị nhiễm virus Uno tên thật là nolan đang giải cứu những người mắc kẹt trong thế giới ảo anh trai cô gọi tới hỏi về tình hình nhưng cô vội vàng tắt máy hilmers lo lắng cho em gái tiến vào hệ thống bờ genway terminal thứ ba gần nhất đích đến chính là thành phố phía tây Nolan đang đánh virus thì thấy tên tóc trắng đang bị nuốt chửng. Những đợt tấn công virus ngày càng mạnh, may thay Mott đến giải cứu kịp thời, hai anh em cùng nhau bàn chiến lược. Trước mắt phải cứu được người bị virus ăn trọn kia, chỉ có 10 phút để cứu anh ta, virus sẽ can thiệp vào ý thức. Mott nhận ra vấn đề, hỏi rằng cô có tin anh không, cô bé liền nhớ lại ký ức ngày xưa. Khi hai người nắm tay nhau tiến về phía trước, Nolan tiến lên theo lệnh của anh trai, nghĩ lại về lần cuối gặp tóc trắng Cô nhanh chóng xác định vị trí, lành qua những vi rút, trực tiếp đâm thẳng dao về phía chúng nó. Nhưng đám vi rút không chỉ đâm sau lưng còn bắt đầu lan lên người cô bé. May thay đội thợ săn bóng ma đã đến, họ thành công cứu được tóc trắng. Hai anh em trở lại thế giới thực, vì chuyện ở thế giới ảo mà người Anh rất bực tức và lo lắng cho an nguy cô em gái. Nhưng Nolan lại không cảm thấy sợ hãi, cô quyết định chấp nhận lời mời từ nhóm thợ săn Deep sờ Chết Bóc Tùa để chơi solo, trở thành thợ săn quỷ thực thụ. Chỉ cần hai anh em vẫn ở bên nhau, việc gì họ cũng vượt qua được. Hai anh em cùng nhau học những kiến thức về thơ săn ma. Họ tiến đến nơi nhập học. Rất nhiều người có mặt ở đó khiến tỷ lệ cạnh tranh càng cao. Một chiếc máy bay đi qua, mọi người đều ngỡ ngàng vì sự tối tân của nó. Trên máy bay là những vị giám khảo đang đứng quan sát những người đến nhập học. Nolan biết rõ chiếc máy tối tân này. Cô thao thao về chiếc máy và không cẩn thận đụng chúng đám côn đồ ba người khiến chúng tức giận. Hugh mớt ra bảo vệ em gái hai bên đôi co một hồi dù xin lỗi nhưng đám kia vẫn cố trêu chọc một cô gái đi qua dẫm vào chân một trong ba tên khiến chúng chuyển mục tiêu gã đeo kính dâm gầy ốm dơ nắm đấm về phía cô gái thì một con robot đỡ lấy đeo kính sợ xanh mặt đám côn đồ bị robot giám thị phòng dẫn đi hình ảnh của don hiện lên tòa nhà lớn ông là thủ lĩnh của Gold butter cũng là người mở màn cho bài kiểm tra kỹ năng don chúc mọi người hoàn thành kết quả tốt các thí sinh đều được đưa vào một khoang chứa tiến vào thế giới ảo nhanh chóng nolan bước vào một không gian tối với những thí sinh khác cô để lạc mất anh trai những bức tường phòng thủ bắt đầu trồi lên từ mặt đất thí sinh nào chạm tường sẽ bị loại người tham gia phải thật sự để ý tìm một lối thoát riêng ở mê cung tường này nolan gặp dâu di cũng góp mặt trong bài thi hai người họ trang bị đầy đủ lướt về phía trước cả hai quyết định đấu với nhau lúc này Mott đang chạy nhanh như gió một quả bóng bỗng chốc xuất hiện ai chạm vào quả bóng đều bị loại khỏi phòng thi Cậu nhẹ nhàng nhảy lên, tránh được hai quả bóng tấn công từ hai phía. Nhưng nào ngờ quả thứ ba từ trên trời sắp đâm trúng cậu. May thay Nolan bắn phát súng giải quyết quả bóng. Cô nhẹ nhàng nhảy lên, đỡ anh trai vào lòng. Hugh mớt này ra một ý. Lúc này cả tóc trắng và tóc xanh cũng đang tìm lối thoát. Tóc trắng đâm phải vật cản ngã chồng mông lên trời. Hóa ra là bộ ba anh em. Họ cùng tạo một đội, thoát khỏi những bức tường. Đội thợ săn bóng đêm đang quan sát những thí sinh. Nolan là một ứng cử viên tài năng, người được mong đợi từ rất lâu, họ nhận ra cả năm người đang kết hợp với nhau phá vỡ từng bức tường. Nhóm nhanh chóng tìm được cửa ra, được phép dịch chuyển qua kênh trung tâm, tóc trắng cười lớn giới thiệu mình là Lock Weibo. Cậu chính là gã giàu đi máy bay hồi sáng, cả năm người mau chóng lấy vũ khí để bước vào vòng tiếp theo. Nolan thấy quái vật thì liền tấn công lên đầu tiên. Cô nhẹ nhàng né được đòn tấn công của quái vật, bắn chúng từng vị trí trên người con quái. Rồi nhảy lên bắn thẳng một phát mạnh vào người nó. Bốn người khác cũng lao vào tấn công. Lúc này Hiu nhận ra điều bất thường. Những người kia cũng vậy. Họ không hiểu sao máu con quái giảm rất ít. Nhưng càng đánh, con quái càng khỏe. Hiu Mốt tập trung sự chú ý của con quái vật vào mình, bảo em gái bắn quả cầu ở phía trên. Nếu cậu không nhầm thì đây là năm nguyên tố trên trái đất và năm hành tinh cụ thể trên bầu trời. Nếu muốn thắng phải bắn nổ hành tinh đang phát sáng trên trần. Hugh lệnh cho Lecter và Nolan tấn công hành tinh. Cô em gái nhanh chóng bắn chúng. Con quái vật gào lên và gục ngã dưới thanh kiếm của tóc xanh. Dường như tấn công các đối tượng xung quanh là vô dụng. Điểm yếu của thử thách nằm ở chỗ khác. Họ vừa tấn công sao hỏa. Đối chiếu với các hành tinh khác thì nó là một câu đố năm mảnh. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn vàng, gỗ, nước, lửa, đất, thu hút quái vật đi trên bàn đạp nhiều màu, ta sẽ đến được hành tinh cực đại cả năm người tiếp tục tiến đến thử nghiệm thứ ba. Nolan thức dậy thấy anh trai mình đang đọc sách. Cô hốt hoảng vì ngủ gật, tìm hoài trên đống sách. Nolan đưa cho Hilmer một quyển sách có màu xanh, chợt anh trai cô cười nhẹ. Hilmer nhận ra đây không phải là thế giới thật. Nhiệm vụ thứ ba hoàn thành. Cậu được trực tiếp nói chuyện với thợ săn bóng ma vì lý do phân biệt được thế giới ảo và thực. Hilmer chỉ ra những lỗi sai trong thế giới giả lập. Bolan cười rồi mở cánh cổng đến vòng tiếp theo cả năm người nhanh chóng hoàn thành tất cả thử thách. Họ cùng thề nguyện trước thủ lĩnh, mỗi người được trao cho một chiếc logo, tất cả những người vượt qua thử thách đi vào lớp học. Bolan Lan xuất hiện, anh giới thiệu mình là đội trưởng 2 Hua City Fantasy Hunter 2, bắt đầu từ hôm nay. Anh sẽ là giáo viên của những tân thợ săn, từ giờ trở đi, họ đều phải luyện tập về trí óc và cơ thể. Tất cả sẽ được trên ninh kỹ càng để đánh bại những kẻ xâm nhập, hưu mớt đứng nhất trong các cuộc thi, khi trở về cậu bất ngờ nghe được cuộc hội thoại giữa giáo viên mình và quyên cong cô bạn cùng lớp lạnh lùng quyên cong tiến vào một vùng không đen tối em gái cô xuất hiện đằng sau gọi hai tiếng tỉ tỉ sau đó cô bé chỉ tay đến chỗ biển lớn cuối cùng cô bé bị cơn sóng lớn cuốn đi quyên cong hét lớn hóa ra đó chỉ là một giấc mơ không biết động lực nào khiến cô cố gắng hơn rất nhiều so với người khác quyên cong hoàn thành các bài tập nhanh hơn các học viên khác một cách chóng mặt nhưng cũng rất dã man Giáo viên thấy vậy phải bắt buộc dừng lại, cho cả lớp nghỉ. Khi trở lại thực tại, Quinn Kong đã thấm mệt. Cô sít nôn ọe khiến bốn người bạn của mình lo lắng. Nolan đưa nước cho Quinn Kong uống. Thành viên lớp đang nói về sự cố mất điện khiến dữ liệu trong tài khoản ảo của họ bị xóa sạch. Quinn Kong hớp vội chai nước rồi lạnh lùng rời đi. Đến tối, Quinn Kong bí ẩn đi đến một nơi bí mật thì bị Hummus phát hiện, cậu quyết định theo dõi cô. Quinn Kong đánh những lính canh gác ngoài cửa rồi nhanh chóng tiến vào bên trong hilmert cũng chạy theo ngay sau đó cậu nhìn về phía robot bị hạ bất ngờ một cánh tay kéo cậu vào trong là Quynh cong sau khi phát hiện không còn ai theo sau Quynh cong túm cổ áo cậu không biết mục đích hilmert ở đây làm gì ký hiệu đỏ trên tay cô phát sáng tất cả đèn điện bật lên bên trong là dữ liệu của God bắt dữ liệu hoạt động của tất cả người dùng đều có mặt ở đây khi hệ thống yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân Quynh cong cầm lấy thẻ nhận dạng của huấn luyện viên quy john Tất cả dữ liệu xuất hiện trên màn hình. Quynh con truy cập lướt tìm dữ liệu mà cô mong muốn. Cuối cùng cô cũng thấy được dữ liệu của em gái mình, Luna. Từng sự kiện lướt qua, ánh mắt của Quynh con đầy sự hoang mang. Lúc sau, cô dường như nhớ lại tất cả. Quynh cong ngồi đằng sau Fontaine. Hai người lái con đà điểu khổng lồ. Fontaine đã cứu Quynh cong từ sa mạc. Anh đánh bại con quái vật ngoài hành tinh cổ đại ở vùng ngoại ô đã biến mất từ lâu. Có một sự phấn khích trong thành phố pháo đài hông du đã quyển quân khắp nơi họ đang quay lại thị trấn để bảo vệ an nguy của bản thân hai người nhanh chóng đến được vào thị trấn nơi đây vô cùng nhộn nhịp một ánh sáng xuất hiện trên đỉnh của tòa tháp ánh sáng ấy lan sang khắp thị trấn quyên con dường như ngất đi khi nhìn vào đó đến khi cô mở mắt ra lần nữa pho tên đang gọi tên cô quyên con nhắc nhở bản thân đây không phải thế giới thực cô cần tỉnh táo và phấn chấn lên ngay khi quyên con đang định nói tên để ghi vào danh sách ở khách sạn cô dường như biến thành Luna, em gái mình. Tất cả những sự việc vừa xảy ra đều là những gì Luna gặp phải. Pho tên khen cái tên của cô. Bất ngờ, mặt anh hoảng hốt và tái mét. Những con rồng đã bay đến phá hoại thị trấn. Các pháp sư ở đây đều bay đến chiến đấu với con rồng. Pho tên ôm lấy Luna. Đỡ cô khỏi đợt tấn công của những con rồng. Sự tàn phá của chúng khiến những người trong thế giới ảo bị chết. Bất ngờ, cơn mưa lửa ập đến. Dường như hàng rào bảo vệ của Zenbow Moon City đã biến mất. Có lẽ đây là một sự nguyền rủa nào đó. Không thể nào mà tiên nữ Elsa lại thua. Fontaine lại một lần nữa cứu Luna một mạng. Khi cô tỉnh dậy thì anh đã bị vùi trong đống đất đá. Cô cố gắng hồi sinh anh nhưng không có điều gì xảy ra. Luna khóc lớn. Tất cả con người ở đây đều bị nhiễu sóng và mắc kẹt trong thế giới ảo. Những người kỳ bí đứng trên cao nhìn xuống. Lúc này, ở thế giới thực, giải cứu sóng não gây ra toàn bộ cộng hưởng. Queen con đứng chân chân tại chỗ. Mọi thứ dường như bị sụp đổ mớt cố gắng chạy lại về phía. Mai thay cậu kịp thời cầm lấy tay cô, cứu cô khỏi rơi xuống vực. Robot an ninh cũng vừa hay đến, thầy giáo nhìn thấy hai người ra lệnh cho chúng đưa họ đi. Thủ lĩnh của Ghost Buster bước xuống từ máy bay, tất cả thành viên đều cúi đầu cung kính. Ông muốn biết tình hình vừa rồi là như nào. Một hội nghị đã diễn ra, hành động của hai người đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc nội bộ của thợ săn bóng ma. Ông hỏi Quyên con có lời giải thích nào hợp lý cho hành vi của mình chưa? sẽ rất rắc rối nếu như cô đã đọc thành công dữ liệu trong đó. Đó là bộ nhớ đã được mã hóa, nhiều sinh mạng đang bị đe dọa. Việc họ nhìn thấy gì sẽ rất ảnh hưởng đến các cuộc chiến sau này. Hugh Mert trả lời thành thực, cậu đã rơi vào một thế giới ảo, nó được tái hiện một cách rất chân thực. May mắn thay, họ đã xuyên qua ảo ảnh đó để trở về trước khi mất mạng, ánh mắt Hugh Mert bỗng trở nên sắc lẹ. Cậu tự hỏi tại sao thủ lĩnh Ghostbuster lại biết họ điều chỉnh dữ liệu bên trong. Ông ta tất nhiên từ chối trả lời câu hỏi tức thì Queen Kong hét lên. Cô đã tìm ra sự thật, đó chính là vùng đất anh hùng được nhắc đến như một huyền thoại, tất cả đã che giấu sự thật. Queen Kong nói thêm, một năm trước, bản beta của bờ dây continent xuất hiện, những người tham gia trải nghiệm đều tiến vào trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, nhóm đặc biệt gồm những người thợ săn giả tưởng được thành lập, tiếp quản tất cả các nạn nhân. Và ngay tiếp theo, lục địa dũng cảm bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả những thông tin về lục địa biến mất như một dấu vết. Thủ lĩnh gốt bắt tơ như bị nắm thóp, nhưng vẫn cứng đầu bao che về sự vụ này. Ông nói mình đã cử những thợ săn giỏi nhất để đối phó với lục địa ấy. Và họ tin rằng bản thân đã làm hết sức. Quyên con nghe thấy câu trả lời tiếp tục phản bác. Nếu đã làm hết sức, vậy tại sao họ lại phân tích chi tiết dữ liệu của lục địa anh hùng? Nhưng đó là thông tin bảo mật, và cô không có quyền hỏi tiếp. Quyên con im lặng cúi đầu. Còng tay của cô dễ dàng bị tháo bỏ. Tất cả dường như có một sự cảm không lành đám robot bắt đầu bao vây lấy Quyên Cong. Cơ thể cô bắt đầu xảy ra hiện tượng như chập mạch dữ liệu. Ông thủ lĩnh nghi ngờ xuất thân của Quyên Cong, cô rơi nước mắt nhớ về người em. Một luồng sáng mạnh phát ra, thổi bay tất cả những con robot đang tiếp cận Queen Cong. Một cô gái trẻ tóc nâu mắt xanh xuất hiện, thì ra Quyên Cong chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Người cầm đầu gốt bắt nhìn phát nhận ra ngay cô là Tina. Cô không chấp nhận sự thật nên đã truy cập vào dữ liệu, nhưng tất cả đã rõ. Em gái cô, Luna đã qua đời, Tina và Hilmer bị giam giữ trong ba ngày. Balon nhìn Tina nhớ lại cảnh nói chuyện với thủ lĩnh. Ông đã cho dừng toàn bộ nghiên cứu về vùng đất anh hùng cho dù những manh mối mới vừa xuất hiện. Những người đã hy sinh ở lãnh địa này đều sẽ được coi là anh hùng không ai nhớ đến. Balon cố gắng chấn an Tina, nói rằng mình sẽ tìm hiểu về em gái cô. Hilmer và Tina bị nhốt trong hai căn phòng biệt giam, chỉ cách nhau một bức tường. Tina vẫn không thể chấp nhận kết thúc của em gái mình. Cô kể cho Hugh về mối quan hệ giữa mình và em gái. Cả hai đều lớn lên trong một phòng thí nghiệm. Em gái cô là người thân duy nhất của Tina. Cả hai đều có từ trường sinh học khác với người thường. Nếu là một thế kỷ trước, thì điều này không là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, ngay cả khi từ trường của họ đều bị phong ấn và chỉ phát huy ở giới hạn nhất định, nó vẫn tác động lên hai chị em. Nói rồi Tina điều khiển chiếc đèn phát sáng. Chứng minh năng lực của bản thân, cả hai chị em có điều nhờ vậy mà có năng lực hơn người và điều đó bị đánh đổi bằng sự tự do. Tina nhớ lại lúc còn ở với Luna, cô em gái đã hỏi rốt cuộc thế giới ngoài kia là như thế nào, cho đến khi lục địa dũng cảm xuất hiện. Nó được tuyên bố là thế giới ảo miễn phí duy nhất, có thể mô phỏng hoàn toàn thực tế. Điều này đã khiến Tina tin vào việc Luna có thể cảm nhận được hạnh phúc thông qua nó. Nhưng khi cả hai hoàn toàn đào sâu vào thực tế, chính lục địa ấy đã đẩy Luna rơi xuống vực, bên ngoài. Balon cũng đang giải thích về việc những người rơi vào lục địa anh hùng họ bị nhầm lẫn giữa thực và không thực lâu dần những người ấy đánh mất bản thân và dần không quay trở lại thế giới thực chăm sóc cho cơ thể vốn có họ biến thành xác thịt thối giữa nhóm những thợ săn ma đã lập lên từ đó chịu trách nhiệm duy trì thế giới thực và ảo cân bằng giữa chúng họ là người chịu trách nhiệm duy trì thế giới mạng trách nhiệm của họ là đi sâu vào thế giới ảo để cứu người số lượng người không quay lại thế giới thực được kiểm soát cho đến một năm trước Bờ dây continent ký hợp đồng với bản beta của lục địa anh hùng. Tiến sâu vào thế giới ảo, Bo Lan nhớ lại ngày khai trương thế giới ảo lục địa anh hùng, một đoạn quảng cáo được phát ra. Luna đứng trên bục cầm hoa phấn khởi, bản beta công khai của bờ dây continent chính thức bắt đầu, Luna cũng ngồi trong khoang thuyền. Lúc này hai chị em vẫn hôn nhau thắm thiết, nói lời hẹn gặp lại. Tuy nhiên, đó lại là lần cuối hai người gặp nhau. Những người tiến vào bên trong beta của lục địa không bao giờ trở ra ngoài thời gian trải nghiệm đã hết nhưng người nhà lại không thấy hình bóng những người chơi đâu. Họ liên tiến đến chất vấn người quản lý nhưng không ai đáp, kể cả người phát ngôn của lục địa anh hùng, Luna, cũng không bao giờ trở ra. Sau khi kết nối sóng não được thiết lập, sự liên kết giữa người và thế giới ảo không thể bị cắt đứt bởi ngoại lực để tránh gây tổn hại thứ cấp cho nạn nhân. Tổ chức đã xóa tất cả những thư được gửi tới, chuyển những người trong khoang vào bệnh viện đặc biệt và điều trị lại. Ngày thứ ba, đội đặc nhiệm Hunter được thành lập, Bò Lan là người may mắn không được đưa vào trong lục địa dũng cảm để giải cứu tất cả những con người tiến vào trong đó đều không quay trở ra điều này khiến thủ lĩnh đưa ra quyết định từ bỏ kế hoạch giải cứu lực địa anh hùng Tina kể tiếp cô vẫn cảm nhận được tín hiệu từ Luna nhưng rồi một ngày tín hiệu đó biến mất hóa ra màn hình hiển thị sóng não của Luna đã tập hợp một dữ liệu khổng lồ rồi phát trong thời gian ngắn điều này khiến Tina quyết tâm đi tìm hiểu là một cuộc viếng thăm tại nhà máy nhưng tất cả đều từ chối cô mọi thông tin về lục địa dũng cảm đều biến mất, mọi người như bị tẩy não không nhớ gì về lục địa ấy. khi bản thân Tina gục ngã, cô đã quyết định tiến vào nhóm thợ săn bóng ma để tìm hiểu. sáng sớm, tất cả những người biết về câu chuyện lục địa anh hùng đều trầm ngâm. Nolan âm thầm điều tra câu chuyện về lục địa anh hùng, cô cũng nói cho mọi người biết về điều đó. Tina và Hugh mốt được thả ra, họ được tiến vào phòng nghiên cứu xem tình hình của Luna. Tina quyết định đi giải cứu em gái, năm người còn lại cũng tiến lên muốn cùng cô hoàn thành nhiệm vụ giải cứu những người ở lục địa dũng cảm cả năm người cùng trụng tay nhau trước khi tiến vào lục địa mọi thông tin đã được hoàn thành cả năm bước vào trong khoang chứa ấn nút khởi động và tiến đến lục địa anh hùng họ biến thành ánh sáng phân tán ra khắp địa cầu giả tưởng nói về lục địa này rất lâu về trước cầu nối giữa lục địa anh hùng là một con rồng lửa nó con đường nối giữa sự sống và cái chết bị chặn bởi một con rồng bảy đầu lâu nó đi trên con đường chết đi đến đâu nuốt chửng linh hồn đi ngang qua. Tuy nhiên, con rồng ngày càng tham lam hơn, cuối cùng, không còn hài lòng với việc nuốt chửng xác sống và bắt đầu thèm muốn thế giới, lục địa anh hùng bị tàn phá. Ngay lúc này, bảy ma pháp sư xuất hiện, tiêu diệt con rồng, đó là câu chuyện mà những người ở lục địa anh hùng hay truyền tai nhau. Một lùm sáng xuất hiện, tất cả mọi người đều như cảm nhận được nó, người tóc trắng gảy đàn trông thấy lùm sáng lao xuống. Liên tiến đến nhấc bổng chàng trai phát sáng, đó dường như là Hugh Khi cậu tỉnh dậy, Doji đứng trước mặt hỏi thăm tình hình. Cô bắt đầu giới thiệu về lục địa anh hùng. Cậu đang ở Moon Hidden Village, bộ tộc bí ẩn nhất của lục địa dũng cảm. Hưu mớt nhớ lại những gì Nolan nói. Đây có lẽ là cốt truyện của lục địa. Cậu muốn hỏi về những người khác nhưng không có một tín hiệu gì. Bạn bè sẽ sinh ra ở những điểm khác nhau. Hugh giới thiệu tên của mình. Cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về Zenbow Moon Castle. Nhưng không ai ở thế giới này biết. Nhìn quanh một lượt, Người dân ở đây khá vui vẻ hòa đồng, không ai giống như là bị mắc kẹt trong trò chơi. Ông ba Tender đưa cho Hughmoss một cái túi, đó là quà của Thần Nguyên. Chào mừng những người chơi mới đến thế giới giả lập. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu ở thế giới này là có được lời chúc phúc của người đứng đầu. Doji cùng Hughmoss tiến đến nơi ở của trưởng làng. Cậu quỳ xuống đón nhận lời chúc phúc của Nguyên Thần. Từ thời điểm này, Hughmoss chính thức trở thành chiến binh của ngôi làng tai mèo, bắt đầu chuyến hành trình của mình. Hummod vẫn không quên hỏi về Zenbaum Moon Castle, tức thì, người trưởng làng cảnh cáo cậu về những điều nguy hiểm sẽ ập đến, nhưng nếu cậu quyết định, cậu vẫn phải tự mình khám phá. Doji sau khi nghe được ý muốn của Hummod về việc đi ra khỏi làng, quyết định trở thành đồng đội của cậu, cô giới thiệu cho Hummod về những cấp bậc ở đây, nếu cậu có được cấp mạnh hơn thì có thể sẽ biến hóa thành mèo. Tức thì Doji biến hình cho Hummod chiêm ngưỡng, để làm được như cô, Hummod phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao nó sẽ được phân chia từ nhỏ tới lớn và cậu sẽ được một số tiền vàng nhất định sau khi hoàn thành, bất chợt một cậu bé mèo đen túm lấy áo Hummus. Mèo đen muốn nhờ cậu một vài việc và đó chính là nhiệm vụ đầu tiên của Hummus trong thế giới này. Ngay khi chạm vào tờ nhiệm vụ, luồng đen nổ ra. Một con bọ xuất hiện thổi bay các vùng xung quanh. Hummus được Doji ném cho cây rìu, cậu vẫn chưa hiểu gì thì bị tấn công bởi con bọ. Chiếc càng của con bọ liên tục chĩa vào Hummus. Ngay khi chiếc càng sắp đâm thủng cậu, giơ chiếc rìu, giải quyết con bọ đen. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, Humor đã thăng cấp. Sau ngày dài kết thúc, cậu ngồi dưới tán cây nghĩ về thế giới này. Tuy là lục địa ảo nhưng cuộc sống ở đây lại vô cùng thoải mái. Tiếng nói của Bolan phát ra, "Nhiệm vụ của cậu là tìm ra sự thật." Humor chấn tĩnh lại bản thân, một người kỳ bí xuất hiện, hắn biết rõ cậu đang tìm kiếm Rên Bou Moon Castle. Nhanh chóng, Doji tìm đến Humor hỏi về tiến độ thăng cấp nhanh chóng thần kỳ của cậu hilmurd nhớ lại cuộc trò chuyện với gã tóc trắng bí ẩn hắn có cách giúp hilmurd ra khỏi làng nhưng cậu phải chứng minh cho hắn thấy quyết tâm của mình hilmurd đem chuyện này kể với doji dường như cô ấy cũng biết được cách để đi đến các thế giới khác doji nhắc về những người chơi tự nguyện bỏ cuộc trong thế giới ảo hoặc bị nhầm lẫn giữa thực tế và trò chơi bắt đầu coi tưởng tượng là thực tế sẽ mau chóng biến thành thổ dân một phần của lục địa anh hùng dường như điều đó ám chỉ điều mà hilmurd đang tìm kiếm nhưng Doji không nói thêm gì nữa. Cô hứa với Hilmer sẽ cùng cậu tìm hiểu về Zenbow Moon Castle. Hilmer đưa Doji đến gặp người tóc trắng bí ẩn, chỉ mới vài ngày. Cậu đã đạt qua cấp độ mong muốn của gã, giờ hắn sẽ giúp cậu vượt qua nhiệm vụ của nhà tiên tri ngoài làng, nhưng hắn cần Hilmer mang giúp hắn một món quà cho nhà tiên tri. Doji nhận ra người tóc trắng này cũng bị kẹt trong làng, cô tự hỏi hắn đạt đến trình độ nào, nhưng một khi đã lạc vào ngôi làng này, không cần biết mức độ của người chơi cao đến đâu họ đều không thể thoát khỏi ngôi làng. Việc trước mắt mà Hume cần làm là nhanh chóng đạt được cấp độ 20, trực tiếp chinh phục nhiệm vụ trưởng thôn. Điều tưởng chừng như rất khó nhưng lại dễ nếu tham gia thử nghiệm rừng sương mù. Có rất nhiều loài quý hiếm trong khu rừng sương mù, có thể lấy nhiều kinh nghiệm. Nhưng Doji biết rõ, những con quái vật trong rừng đều cấp rất cao. Ngay khi họ tiến vào rừng, họ sẽ không thể đánh bại dù chỉ một con. Lúc đó tóc trắng đã đưa cho hai người họ một bùa hộ mệnh hình đồng hồ tháp. Chỉ cần có nó, hilmurd và doji sẽ không bị tổn hại bởi sương mù trong một giờ hai người nhìn chiếc đồng hồ cát cùng nhau tiến vào khu rừng một con quái vật màu xanh trông hiền lành nhưng lại trở nên hung hãn khi thấy hilmurd nó lao vào tấn công cậu hilmurd nhớ lại lời người tóc trắng kỳ lạ dặn cậu cần làm chủ khả năng học của người rừng mà không cần thầy sử dụng giác quan thứ sáu nghe âm thanh của dòng chảy năng lượng xác định điểm cần đánh trên người con quái vật tức thì hilmurd vung dìu chém một nhát con quái bị phân giã thành từng mảnh Doji được hưởng ké trực tiếp thăng cấp. Đã một năm ba tháng kể từ lần cuối cô lên level, Doji tự hỏi sao Hilmer có thể làm thế. Bất ngờ chiếc mũ của ông chú trong hàng ăn xuất hiện, Hilmer nhận ra ông là một người chơi đã bị nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo ảnh. Nếu không cứu ông chú, ông sẽ không thể tái sinh và tiến vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Hai người nhanh chóng tìm kiếm ông và thấy được người đàn ông bị tơ nhện cuốn chặt trên cây. Nhưng đó là sự phục kích của những con thú. Doji biến hình tự nguyện làm lá chắn để Mớt mang ông chú rời đi cô không muốn cậu phải hy sinh tại đây vì doji biết bản thân đã nhớ lại mình thuộc thế giới thực Mớt cũng giống cô nếu chết sẽ không quay lại được nữa Mớt nhanh chóng mang ông chú rời đi để lại doji một mình chống trọi ngay khi cô tưởng bản thân sẽ chết mất đi tất cả ký ức về thế giới kia thì Mớt xuất hiện cậu dùng chiếc giáp con ong để bảo vệ sự tấn công của quái thú nấm Mớt trấn an doji chỉ cần có hy vọng cho dù nó có nhỏ đến đâu, họ vẫn cần chiến đấu đến cuối cùng, đó là lời mà Nolan hay nói với cậu. Tức thì ánh sáng vàng phát ra từ người mớt, Cậu đã thức tỉnh năng lượng chiến sĩ. Ánh sáng ấy khiến cả người tóc trắng kỳ lạ phát hiện, mớt sử dụng rìu, tấn công những con quái thú, nhưng cả cậu và Doji đã kiệt sức. mớt vung phát rìu lên đánh con quái thú, thời gian một tiếng cũng kết thúc. mớt trực tiếp ngất đi, luồng sáng xanh xuất hiện trong ý thức của cậu hilmers bị đưa vào không gian kỳ lạ ở đây những linh hồn đều tiến về phía vực sâu phía trước không ai có thể mở miệng cả dường như tất cả linh hồn đều bị hút vào doji ở đầu bên kia sợ hãi không biết làm gì khóc lóc ôm lấy Mốt trước sự tấn công của quái thú may thay tóc trắng kịp thời xuất hiện anh sử dụng tiếng đàn của mình đánh bay lũ quái thú doji cũng nhanh chóng dùng thuật trị thương để cứu Mốt. chiều không gian mở ra hilmers ở thế giới bên kia bị hút vào các khoảng không khác nhau ở một lỗ hở không gian khác, cậu đã nhìn thấy Luna đang giang tay ra cầu cứu, nhưng ngay sau đó, Humus mở mắt. Docio ôm trầm lấy Humus vì tưởng cậu sẽ không qua khỏi, cả ba người quay trở lại từ khu rừng thành công, câu chuyện về Humus được cả dân làng biết đến. Một bà lão đưa cho cậu thanh kiếm như sự công nhận với một chiến binh, Humus nhận lấy món quà, cậu ra ngoài nói chuyện với người tóc trắng kỳ lạ. Dường như lãnh địa anh hùng còn nhiều bí ẩn mà cậu không biết đến. Hilbert cùng Doji đi trên con đường, tất cả mọi người đều nhận ra họ là chiến binh dũng cảm. Trên tay cậu cầm lấy nhiệm vụ từ trưởng làng, Hilbert phải tìm được tiên dược đánh thức vị trưởng làng tiền nhiệm si Cậu nhìn về phía trước, nhớ lại lời người tóc trắng nói. Dường như Doji sắp quên hết ký ức về thế giới thực, cô sắp bị đồng hóa, sẽ rất khó khăn nếu đưa cô đi làm nhiệm vụ lần này. Nhưng Hilbert đã hứa với Doji, từ giờ cả hai người sẽ trở thành đồng đội của nhau cậu cùng cô và người tóc trắng kỳ lạ tiến vào bên trong khu rừng khi nọ. Tóc trắng dường như rất mạnh, anh có thể giải quyết những con quái thú tiến đến gần họ một cách dễ dàng, cả ba nhanh chóng phát hiện điều bất thường trong rừng. Khí độc dường như dày đặc, nhưng Doji không nản trí, cô rất muốn xem về thế giới bên ngoài như thế nào, ba người tiến vào sâu bên trong tìm được bông hoa thần dược của nhiệm vụ. Doji nhanh nhỏ tiến về phía bông hoa, nhưng cô bị một con quái vật tấn công bất ngờ, may thay. Anh cáo đã cứu Doji, Hugh nhanh chóng cho Doji uống thuốc giải độc. Từ nhiệm vụ bay khỏi tay cậu bay lên phía trước. Nhiệm vụ đã bị đổi. Tiên tri Cờ Le xuất hiện nêu ra một thử thách mới. Ba người phải tiêu diệt ký chủ của mộng phù hoa trong rừng ngủ yên. Đến lúc ấy, tiên tri sẽ trực tiếp cảm ơn họ. Bông hoa thần dược bỗng chốc cử động. Đó là mùng của một con thần lằn khổng lồ. Anh cáo tóc trắng bí ẩn. Sách Hugh và Doji lên né đòn tấn công của con thần lằn. Hugh bị quật ngã xuống nước. Dòng nước khiến cho cổ họng cậu đau nhức không thở nổi. Zezo bắn một phát uy lực vào con thần lằn biển để cứu lấy Doji, nhưng lực tấn công không ngăn cản nổi nó. Thần lằn trực tiếp lao vào Doji, lúc này hưu mớt từ dưới nước bay lên, biến thanh kiếm của mình thành một ván lướt sóng. Cậu cảm nhận ra sức mạnh của thần lằn có được từ bông hoa. Thần dược đó đã giúp con quái vật trở nên mạnh gấp 10 và hồi lại những vết thương nhanh chóng. Cách duy nhất là lấy bông hoa ra khỏi con thần lằn. Cả ba bắt đầu bàn chiến thuật, Humus sẽ là người tiếp cận nó. Zezo sẽ sử dụng thời gian trì hoãn để dồn năng lượng vào ma thuật của mình. Trong lúc đó, Humus sẽ chỉ tấn công vào đầu quái vật, khiến nó không có cách nào hồi sinh. Doji cũng sẽ tấn công từ trên cao. Cả ba nhanh chóng bắt tay vào làm. Doji và Humus dường như rất ăn ý. Họ tấn công liên tục vào con thần lằn khổng lồ. Không may, chiếc kim tiêm dài và to của thần lằn nhắm thẳng Humus từ phía sau. Nhưng người chúng đòn không phải là Humus, Doji đã lấy thân mình ngăn chiếc nọc độc dài và nhọn. Máu tứa ra. Doji trở lại hình dáng ban đầu. Cô ngã xuống rồi biến mất trong không khí. Hewmuth nhớ lại những gì Zezo nói. Lúc này ma thuật cũng đã được hội tụ. Zezo chấn an Hewmuth. Muốn cậu tập trung trước mắt. Hewmuth chẳng nói chẳng rằng lao vào vùng khí độc. Trực tiếp cắt lấy bông hoa. Vùng sáng đỏ phát ra. Dương như cậu nhìn thấy một cô gái đang bị treo trong chiếc ấn kia. Zezo nhắc nhở Hewmuth lùi lại anh sử dụng pháp thuật tấn công một đường ánh sáng về phía thần làn tất cả đều biến mất kể cả doji có lẽ doji đã trở thành linh hồn hilmert cảm ơn jezo về những gì anh làm sau đó đem cơ thể đã bị đồng hóa của doji trở lại sảnh chính của làng cậu nhớ lại cô gái mình đã nhìn thấy lúc nãy ngay lúc này một nhiệm vụ mới xuất hiện trên bảng thông tin khiến hilmert chú ý đó là một sứ mệnh thế giới có lẽ nó nắm trong tay bí mật của lục địa anh hùng ở một bên khác hai thợ săn bóng đêm Sozen và Kin đang đối đầu với nhau. Sozen áp sát người đồng đội cũ của mình xuống dưới dung nham nóng bỏng. May thay một đàn chim đen xuất hiện, biến mất trước mặt người đồng đội cũ. Sozen đem chuyện này bẩm báo với cấp trên. Anh sẽ chấp nhận tất cả hình phạt. Gã đầu chọc là tên cầm đầu, vua của Manchester, chỉ cười nhẹ. Hắn dẫn theo đội quân của mình, bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt tất cả thợ săn bóng đêm. Với điều ấy, hắn sẽ thao túng tất cả tiên tri ở thế giới này, nói rồi hắn cười lớn. Dường như sắp tới lục địa Anh hùng sẽ phải đón lấy một điều chẳng lành, lời của Bo Lan vang trong đầu Tina, cô mở mắt ra thì thấy Luna ngay trước mắt, nhưng khi ôm lấy cô bé, Luna như bị nhiễu sóng rồi biến mất. Hóa ra Luna cũng đã sống được ở lục địa Anh hùng một thời gian. Cô đã quen với cuộc sống ở đây, đến cả Nolan cũng vậy, cô bé thích thú với cuộc sống săn tìm quái vật của mình. Nolan khi đang làm nhiệm vụ bất ngờ bị một con quái vật tấn công, đó là một con rồng đạt cấp 40 cô nhanh chóng chạy thoát khỏi sự tấn công của con rồng. Người đồng hành với cô, tiên tri Keji phàn nàn về việc Nolan đã không nghe lời cảnh cáo. Cứ tiếp tục phá hủy môi trường khi không được phép. Ai biết được khi môi trường bị phá hủy, các khía cạnh lịch sử cũng bị thay đổi. Bất thình lình con rồng tấn công từ trên cao, Nolan không kịp trở tay ngã xuống vực. Khi cô tỉnh dậy, Nolan đã trở lại điểm xuất phát ban đầu. Không biết đây là lần thất bại thứ bao nhiêu cho mỗi lần cô lẻn vào tòa tháp ngôi sao. Kaji hiện nguyên hình nhắc nhở Nolan một lần nữa. Chỉ khi cô đạt tới trình độ cao hơn, thì Nolan mới có thể rời khỏi ngôi làng. Việc bây giờ của cô chính là ở lại thánh Trùng viện và ngoan ngoãn cầu nguyện. Nolan bị ném ra khỏi tòa tháp. Người bạn của cô, Fanny, đã đứng chờ sẵn ở đó. Fanny mang cho Nolan những bông hoa dùng để trị liệu những vết thương. Cô không chịu ôm lấy Fanny rằng tất cả những gì mình cần là một súng máy hạng nặng. Nhưng bản thân cô lại khác. Fendi nghĩ rằng bản thân sinh ra để cầu nguyện cho những phước lành trên thế giới. Họ nên biết ơn món quà của Chúa. Dường như cô đã bị tẩy não khi ở lại thế giới này quá lâu. Một tiếng động kỳ lạ phát ra. Nolan nhanh chóng nắm lấy tay Fanny chạy đến vùng phát ra tiếng động. Dưới tòa tháp, những kỵ sĩ bạc tập hợp lại trước ngôi đền. Sự hào nhoáng của họ khiến tất cả dân làng vây quanh. Nolan cũng không ngoại lệ. Cô tò mò chạy vào bên trong để tìm hiểu lý do vì sao hiệp sĩ bạc đến. Hóa ra các nhà tiên tri ở đất nước này đã nhận thấy trên trời có điểm giữ. Nhà vua sợ rằng sẽ có kẻ trộm ở Man Tre và các đền thờ. Những người ở đây sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, nhóm hiệp sĩ bạc đến là để canh chừng. Nolan ở bên ngoài rốt cuộc vẫn không nghe thấy gì. Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau cô. Nolan bị giật mình ngã xuống nhưng may mắn được anh chàng này đỡ. Ba người ra một góc riêng nói chuyện. Chàng trai tự giới thiệu mình là phụ tá của hiệp sĩ bạc, phó chủ tịch hiệp hội qua xong. Vì vẻ đẹp trai không cưỡng lại được của anh mà Nolan trở mặt giới thiệu bản thân một cách đầy hứng thú, khi biết được cô muốn rời khỏi đền thờ, chàng hiệp sĩ liền kể cho cô về lục địa này. Thực chất, lục địa Dũng Cảm được chia làm ba phần, ngoài sương mù bao quanh hàng năm, người ngoài bờ Junay không bao giờ ra khỏi thế giới. Họ tận dụng mạng lưới để liên lạc với vương quốc Kine, trong khi đó vương quốc bóng tối cạnh tranh với Kine là Manchester lại là những người sinh ra với bản chất hiếu chiến. Chúa tể của họ là Amberzot rất tàn nhẫn và như một con quỷ hút máu. Hắn ta luôn để mắt tới Kine. Sau khi bảy nhà tiên tri giết con rồng, mỗi người lưu giữ một kết giới để bảo vệ thế giới của lục địa dũng cảm. Có ba địa điểm ở Kine, cô muốn biết con đường đến với Zenbow Moon Castle. Nhưng không may, một tháng trước, các lực lượng xấu xa đã đến và phá hủy con đường. Có vẻ như chiến tranh sắp nổ ra. Trong đêm tối, tất cả mọi người đều đóng cửa bảo nhau im lặng. Tina không hiểu gì đứng giữa những ngôi nhà, Cô nhanh chóng bị bọn cướp bắt đi. Còn có rất nhiều người khác bị người Manchester man rợ bắt như cô, chúng đang tìm kiếm kin để lấy tiền thưởng, nếu không phải là người bọn họ tìm, họ sẽ giết ngay lập tức. Tina nhìn cảnh này không chịu nổi bất bình quát lên khiến tên Manchester sôi máu hắn trực tiếp bay đến chĩa kiếm vào Tina. May thay hoàng tử kịp thời xuất hiện đỡ nhát kiếm, đồng thời tiêu diệt những tên cướp Manchester. Tina trong lúc đó kịp nhìn tờ giấy truy sát, đó chính là Leosia, một trong những thợ săn bóng đêm. Lúc này, đức vua của Kin cùng con trai bàn bạc về cuộc tấn công của người Manchester. Họ phải nhanh chóng sửa chữa con đường đi đến gen Bow Moon, đến khi con đường được mở trở lại. Mọi người đều sẽ không rõ tình hình trước mắt, sức mạnh của Kin đã bị yếu đi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày. Chiến tranh đã nổ ra, lúc này, đám lính đánh thuê của Manchester cũng đang truy tìm tung tích của Kin. Chúng đi đến đâu giết người đến đó. Tina nhận ra Sojen là thủ lĩnh của chúng, tức thì cô bị anh ta phát hiện. Quăng chiếc dây thường đập nát chỗ ẩn náu của Tina. Tina bị người bí ẩn kéo lại lần trốn. Hóa ra đó là Leozia, Thợ săn bóng đêm trong thế giới ảo này, anh chính là người đang bị đám Manchester truy tìm. Leozia sử dụng người khác đánh lạc hướng Sojen. Đến lúc Sojen đuổi theo gã áo choàng ra ngoài, hắn phát hiện mình đã bị lừa. Tina cùng người của quán rượu nói về chuyện của Leozia. Ông không biết anh đã đánh cắp gì từ phía người Manchester. May thay có quân đoàn của nữ hoàng Vanessa xuất hiện họ mới tránh khỏi một kiếp nạn nói xong ông để cho tina và leozia nói chuyện riêng một vật thần bí bay vào leozia cảm nhận thấy nguy hiểm trực tiếp chĩa kiếm về phía tina cũng nhờ có phản xạ linh hoạt cô tránh được đòn tina tưởng như leozia định thử mình con rơi hiện ra leozia nhanh chóng dùng kiếm kết liễu tính mạng của nó tina nhận ra lý do anh chĩa kiếm về phía cô thì ngại ngùng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình Leozia biết được Tina chính là một trong năm người đến với thế giới này ba tháng trước anh vẫn còn có thể liên lạc với thủ lĩnh của thợ săn bóng đêm thông qua sóng não Leozia giới thiệu bản thân mình anh cho biết lý do thật sự người manchester để mắt tới mình là để ngăn chặn anh gặp được vua này. nếu Leozia không thể gặp được tất cả người trên thế giới này sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong Leozia nói thêm bốn năm trước anh đã được giao nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp hàng chục nghìn người với dữ liệu gần như là bằng không Leozia đã triệu tập đội Muji giỏi nhất đến với thế giới này. Họ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng không ngờ rằng tình hình ở đây tệ hơn cả mong đợi. Những người vào đây đều bị thế giới đồng hóa, đó là một sự kiện tự nhiên có xác suất nhỏ. Điều mà thợ săn bóng đêm cần làm là đánh thức người chơi, nhưng ở thế giới này, sự đồng hóa là có chủ ý. Vua của Manchester, Amber George là người thao túng tất cả, năm đầu khi thợ săn bóng đêm đầu tiên tiến vào. Họ bị giải rác khắp nơi trên thế giới, khi họ hội tụ ở năm thứ hai, nhưng những thông tin thu nhập lại rất ít ỏi. Cho đến một năm trước, một nhà thám hiểm đã tuyên bố về con đường tái sinh sau khi chết của thế giới này. Những linh hồn gặp người bảo vệ vùng đất, tiên tri than ôi khi họ đi sai hướng, họ sẽ được hướng dẫn trở lại hàng đợi phục sinh bởi Alad. Nhưng sau đó, tiên tri than ôi bị bắt bởi thế lực đen tối. Từ đó lâu đài Jen Moon bị thất thủ. Hai thành viên trong đội thợ săn bóng đêm là Vi Sở Trong và Liát cũng hy sinh. Họ bắt đầu theo dõi. Khám phá sâu hơn về thế giới và sự thật của lục địa dũng cảm bị phơi bày. Vua Amberzot chính là người bắt tiên tri Alad và sử dụng cô ấy giam giữ linh hồn của người chơi, sau đó chuyển vào cơ thể vua Amberzot. Những người thợ săn bóng đêm bị phát hiện. Sozen và Leozia là hai người sống sót cuối cùng. Họ bị bắt lại và giam cầm sâu bên trong. Tiên tri Mula là người đã giải cứu cho Leozia. Dù bị nhốt nhưng cô vẫn giao được nhiệm vụ giải cứu thế giới cho anh. Leozia cho Tina thấy tờ giấy nhiệm vụ. Quyết tâm bảo vệ thế giới. Đêm đó, Leozia mơ thấy ác mộng. Những người bạn của anh biến thành thây ma bao lấy mình. Leozia với tay về phía Sozen cầu xin sự giúp đỡ nhưng tất cả nhận lại là sự thờ ơ. Lúc này, bên phía Sozen nghe theo sự chỉ huy của vua Amber George phát ra từ phía con quạ. Hắn ta đã thành công cài được công chúa Vanessa. Câu nối giữa Dolly và Kine, nhiệm vụ của cô ta chính là diễn tròn vai. Trở thành người mà dân chúng tin yêu Sau đó kết hôn với vua của Kine Tina và Leozia ở một góc bàn bạc Về vị công chúa giả tạo này Phía Sozen Hắn được trao cho chiếc vũ khí của tiên tri Mula Có được sức mạnh ấy Sozen mạnh hơn rất nhiều và di chuyển bất cứ đâu hắn muốn Sozen tiến đến gặp công chúa Vanessa Tất cả những người chống lại Amber Zod đều phải chết Hắn nhìn thấy ý định phản bội từ Vanessa Lao đến tấn công cô May thay Leozia và Tina Kịp thời xuất hiện Người đội trưởng vẫn mong muốn Sozen có một chút ý thức về thế giới thực tại, nhưng tất cả dường như đã muộn. Công chúa Vanessa mau chóng sử dụng sức mạnh tiên tri, trực tiếp đánh bay Sozen ra ngoài. Lúc này, cô đề nghị với Tina một quyết định vô cùng táo bạo: đóng giả làm công chúa kết hôn với Hoàng đế Kinne. Một luồng xét xuất hiện từ phía lâu đài Manchester. Nhà tiên tri thần ôi bước ra từ trong điện thờ bay đến phía vua Amberzot, Quy xuống phục tùng hắn ta. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho đám cưới. Về phía đất nước Kine, tất cả đều đang hoan hô chào mừng công chúa xứ sở Dolly, Tina trong thân phận công chúa vẫy tay chào mọi người. Cô nhớ lại lời nhắn nhủ của công chúa Vanessa thật, vì đám cưới của nhà vua, người nắm giữ số phận tương lai của Kine. Công chúa cần một người thay thế mình, khi thời gian đến, sức mạnh của các vị vua sẽ kết hợp lại với nhau, tạo thành khiên chắn, cùng nhau xây dựng cho Kine. Nhưng cho đến lúc đó, công chúa không thể dùng quá nhiều năng lượng trước buổi lễ cuối cùng cô sẽ không động đến năng lượng này, Tina đã đồng ý với yêu cầu của công chúa, cô hứa sẽ bảo vệ Vanessa. Từ đó tiến vào trong lâu đài, Tina thuần thục cúi chào hoàng đế đất nước Kine, cô giới thiệu với ông hai người đồng hành của mình. Cuối cùng Leozia cũng đạt được yêu cầu của nhà tiên tri Mula, anh cầm mảnh giấy, dâng đến tay và giải trình cho nhà vua. Tờ giấy bay lên trực tiếp mở tung, tiên tri Mula xuất hiện dưới cơ thể bị giam hãm bởi xiềng xích. Cô tái hiện lại sự trở lại của con rồng vào rằm tháng 7, đến lúc đó, thế giới sẽ diệt vong. Nhà vua Kine ngay tức khắc nhận ra vua của Manchester, Amberjot chuẩn bị sử dụng những phép thuật cấm để hồi sinh con rồng, toàn bộ Kin sẽ bị rơi vào thảm họa. Hóa ra tất cả chỉ vì mối thù riêng của hai ông vua, cả hai đã từng là bạn tốt của nhau, khi con người đều đang sống dưới bóng của rồng. Để tồn tại, 12 bộ lạc trên đại lục đã đạt được một thỏa thuận Cử ra những đội quân tinh nhuệ nhất để hợp sức đánh bại con rồng, nhưng họ dường như bị xóa sổ ngay tức khắc trước sức mạnh của chúng, khi vua Amborz và vua Kine không biết phải làm thế nào. Ba thánh linh đến cùng với bảy nhà tiên tri đã xuất hiện, giết con rồng, bảy thân lực của con rồng đầu lâu được ngưng tụ thành bảy viên đá thánh, bị bảy nhà tiên tri cất giữ, tạo ra bùa mê mạnh nhất trên thế giới, đóng quân ở tất cả các hướng, chống lại cái ác, nhưng con rồng không thực sự chết, một khi sống lại thảm họa sẽ lại ập xuống. Ba vị thần đã ban cho các vị vua sức mạnh của 12 bộ tộc để che chở cho các nhóm dân tộc. Nhưng không phải ai cũng hài lòng về điều đó. Amber George đã nổi lên lòng tham và thèm khát quyền lực từ nhà vua. Hắn đã bí mật học pháp thuật và bị tìm thấy. Cuối cùng bị vua Kine trục xuất khỏi đất nước vì vi phạm điều luật. Amber George sau đó hoàn toàn bị điều khiển bởi ham muốn. Hắn ta đã giết vua của Manchester. Nhận lấy sức mạnh của vua, biến mình thành quái vật nửa người nửa ma. Vì biết sức mạnh to lớn của Kine nên hắn đã từ từ tấn công. Amberjot đã sử dụng các nhà tiên tri biến đất nước rơi vào cảnh diệt vong, lúc này việc cần làm là Kine và Dolly hợp sức với nhau, đánh trả Amberjot. Ba người được đưa đến nơi nghỉ ngơi, công chúa Vanessa nhận ra những cánh hoa màu xanh rơi trước mặt là loài hoa của đất nước mình. Cô nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử Kin, ông vua tương lai của đất nước, cũng từng là chồng tương lai của mình. Vanessa đã thật sự vui vẻ vì thời gian đó. Trời trở tối, Vanessa mệt mỏi nằm xuống giường. Cô đuổi tất cả những người hầu ra để nói chuyện với Tina. Nhưng ít phút sau, ba người đã phải tiến cung vì nghe thông báo quan trọng. Người phá hủy Zenbow Moon Castle đã được tìm thấy. Lúc này Amberjot đi đến chỗ của nhà tiên tri Mula. Hắn dẫn theo cả nhà tiên tri le đến. Mục đích là để chị em tương tàn. Tiên tri than ôi dường như đã bị tẩy não. Mắt đờ đẫn lao vào tấn công chị mình rồi cười khanh khách. Đợt tấn công này khiến tất cả các nhà tiên tri nhận thấy nguy hiểm sau khi tiêu diệt Mula. Nhà tiên tri Esle đã giao mảnh sức mạnh của chị mình cho nhà vua Amberjot, tên vua vui vẻ triệu hồi Sozen ra lệnh cho anh ta phá hủy thành phố Kenny bằng sức mạnh hòn đá. Lúc này phía Hillmott cũng chuẩn bị rời khỏi ngôi làng. Trước khi đi, cậu tạm biệt Zezo. Người đồng hành của mình lần cuối, trưởng làng của tộc mèo đã thức dậy. Bà dơ gậy cầu mong Chúa Thánh Thần trên cao, mong cho sự thịnh vượng đã khô héo được phục hồi trở lại cuộc sống những người của tộc mèo cũng chắp tay cầu nguyện chiếc gậy phát ra ánh sáng lớp màng bảo vệ làng được gia cố lúc này Hugh đem theo Doji cùng hành trang chuẩn bị rời làng sức mạnh của họ đã đủ để đối mặt với thế giới ngoài kia trưởng làng đưa hai người đến với cánh cổng họ đã di chuyển đến nhà của Tiên Tri Culey Doji vui sướng vì cuối cùng mình cũng được ra khỏi làng tất cả đều là nhờ Hugh họ tiến vào nhà của Tiên Tri Culey cô gái Tiên Tri hộ vệ bị đánh thức bởi tiếng động khi nghe thấy hai người định rời khỏi làng, cô khuyên họ nên suy nghĩ lại. Cờ le chậm rãi bước xuống từ trong kén, cô cho biết tình hình hiện tại của thế giới này. Nếu bước ra khỏi làng, hai người sẽ mất hoàn toàn sự bảo hộ của nhà tiên tri, không ai có thể tái sinh lần nữa, cái chết trở thành vĩnh cửu. Cả hai tuy bất ngờ nhưng vẫn quyết tâm rời khỏi làng, cờ le bị những ánh mắt kiên định làm mềm lòng. Cô phải tay phù phép cho hai người cơ hội ra khỏi làng, Hugh mốt chợt nhớ đến lời mà Zezo nói, Tức thì cậu trao cho le món quà mà anh ta gửi tặng. Ánh sáng màu xanh phát ra. Các sợi dây nứt toác. Zezo từ đâu xuất hiện? Nữ tiên tri le dường như rất hoảng hốt. Cô gọi Zezo là nhà tiên tri chín đuôi. Doji nhận ra đây là một trong bảy nhà tiên tri đã xuống thế giới này. Nhưng có vẻ như họ không vui vẻ gì với nhau. le và Zezo lao vào đánh nhau. Tiên tri chín đuôi đã đợi thời khắc này rất lâu. Nhờ có Hugh mớt anh ta mới thoát ra được khỏi làng. Cờ Le tức giận vì sự tham lam của Zezo. Hóa ra mục đích của anh ta là đá thánh. Ngay khi cô tưởng chừng đã tiêu diệt được Zezo tận gốc, trái tim của hắn đập mạnh. Những chiếc răng nhọn nhô ra, tiên tri chín đuôi đã dung hòa với chiếc đá thánh, sở hữu sức mạnh to lớn. Hắn đánh bại Cờ Le một cách dễ dàng, chiếc đá thánh cũng bị tìm thấy. Zezo cười lớn vì đạt được mục đích của mình. Hugh mớt nhìn anh ta, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ đã trải qua cùng nhau. Cậu không ngờ mình coi anh ta là bạn bè còn bản thân chỉ là một công cụ. Cờ le vực dậy bản thân lao vào đánh nhau với tiên tri chín đuôi. Cô sử dụng sức mạnh lớn tấn công trực diện. Các dây leo bị đốt khiến sức mạnh của cờ le giảm đi đáng kể. May thay, cô thành công đánh bật hòn đá mặt trăng ra khỏi tay cửu vĩ hồ. Doji nhanh chóng biến thành chim bắt lấy hòn đá. Họ phải đem viên đá đi. Hugh mớt đem Doji trốn thoát nhưng vẫn bị Zezo bắt lại. Hắn muốn cậu giao viên đá mặt trăng thần thánh cho mình. Humus không hiểu tại sao Zezo lại muốn gây ra thảm họa. Tất cả mọi người đều đang bị mắc kẹt ở thế giới này, Humus không thể để cho Zezo thành công. Tức thì, cậu hét lớn, sức mạnh thần kỳ và ý chí mạnh mẽ đã đẩy bay tiên tri chín đuôi, cậu chĩa chiếc kiếm về phía Zezo. Ôn lại những kỷ niệm cuối cùng khi còn là bạn bè với hắn, nói rồi, Humus nuốt lấy viên đá mặt trăng. Điều này khiến Zezo hoàn toàn bất ngờ, hai người lao vào đánh nhau. Sức mạnh lớn khiến chiếc móc chìa khóa tình bạn vỡ tan tành, phá vỡ cả lớp kết giới của làng. Cho đến khi Mốt tỉnh dậy, tất cả các quái vật đã tấn công làng. Dù Ezin không còn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, Mốt hoảng hốt không biết Zezo cùng viên đá đâu. Lúc này vị trưởng làng mang thức ăn đến. Cô nói cho Mốt biết về câu thần chú cấm trên người cậu mà Zezo đã để lại trước khi trốn thoát, nghĩa là Mốt không thể sử dụng viên đá đó nữa. Tuy nhiên, mục tiêu của Zezo sẽ là những viên đá khác. Nhiệm vụ lần này của Hugh chính là ngăn chặn thảm họa thế giới, bảo vệ an nguy cho làng Uezin. Lúc này chỉ còn hai ngày nữa đến thảm họa, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị mọi thứ ngăn ngừa thảm họa xảy ra. Nhà tiên tri Esle lật mở cuốn sách ma pháp, cô thăm dò những lớp kết giới chưa bị tiêu diệt của thế giới này. Hai trong số bảy người tiên tri là còn lại. Thứ bùa chú duy nhất còn sót là bùa ngải chùa Liêu Hưng cung điện Hồng Sơn vào trăng tròn thứ bảy hôm nay thần Rồng sẽ nghe thấy tiếng gọi của Định Mệnh, chỉ cần vua Amberjot là người đầu tiên con rồng nhìn thấy, hắn sẽ trở thành chủ nhân của nó. Nghe thấy vậy, Amberjot cười lớn, hắn không thể trì hoãn việc nhìn thấy gương mặt tái mét của vua Kine. Hôn nhân thiêng liêng sắp diễn ra, lúc này ở cung điện Kine, tất cả người dân hô hào về hôn lễ lần này, nhìn công chúa Vanessa bước vào. Kine nhớ đến những gì mình đã chuẩn bị, ông chỉ mong hôn lễ diễn ra thuận lợi. Tina trong thân phận của Vanessa tiến lên đằng trước. Bài kiến nhà vua, những lời Vanessa nói với cô hiện ra, mọi người đều nghĩ thành phố của Kine là nơi được bảo vệ. Kiểm tra nghiêm ngặt nhất, nhưng bây giờ chỉ còn hai trong bảy nhà tiên tri là chưa bị đánh bại. Đó là lý do tại sao cuộc hôn nhân thánh là cần thiết để nâng cấp và giải phóng hòn đá. Tina cùng quốc vương Kine tiến vào thánh đường, hai người cùng thực hiện nghi thức uống máu. Nhà vua phải ở lại đền thờ để thay mặt cho trái đất còn cô sẽ đi lên đỉnh cao nhất của tòa tháp đại diện cho bầu trời tina thành thục đưa giọt máu mà vanessa đã chuẩn bị từ trước dâng lên chiếc cửa lăng kính ngay lập tức chuyển màu trở thành bức tranh của vua và hoàng hậu hai người cùng đưa ra lời thề chỉ cần trở thành nữ vương tina sẽ có được sự bảo vệ hoàn toàn từ đất nước binh lính ở bên ngoài rất mong chờ hôn lễ lần này cánh cổng đóng lại đức vua đứng dậy rút kiếm ra chọc thẳng vào ổ khóa luồng ánh sáng xuất hiện con đường đi đến điện thờ mở ra Cảnh đẹp này khiến Tina nhớ đến Luna, em gái mình. Cô đi thẳng về phía trước, đánh lạc hướng những con quạ đen, còn Vanessa thật đang tiến đến đỉnh tòa tháp. Ngay lúc này sự tấn công của Manchester cũng ập đến. Những con quạ lao vào Tina đều bị cô chặn lại. Sozen cũng phá vỡ hàng phòng ngự của quân đội, một mình đánh tay đôi với hoàng tử. Hàn biến mất ngay khi đạt được mục đích của mình. Tina ở bên này nhận ra những con quạ đã phát hiện sự trao đổi. Cô lập tức chạy thẳng vào đền thờ. Vanessa thật sự dường như sắp kết thúc xong nghi lễ, nhưng lại để so gen đến nhanh hơn dự định. Hắn vung dây tấn công Vanessa, bất ngờ vua Kine kịp thời xuất hiện. Ông dùng sức mạnh của vua trói Sozen lại một cách dễ dàng. Nhà vua đưa tay về phía Vanessa cùng cô kết thúc nghi lễ này. Nolan ở bên ngoài không chịu đứng im cầu nguyện. Cô muốn nhanh chóng chạy đi bảo vệ đức vua và hoàng hậu. Bất thình lình nữ tiên tri Esle tấn công sự bảo vệ tòa tháp. Nolan chạy nhanh đến chỗ của sư phụ để xem tình hình. Không kịp trò chuyện bao lâu, Zezo xuất hiện chào đón người bạn cũ. Hắn dơ móng vuốt về phía hai người. Chuyện xảy ra sau đó là gì không ai biết. Chỉ biết Zezo người nhuốm máu đến chỗ nữ tiên tri cuối cùng, kết liễu bà ấy. Sau cùng, Vanessa vẫn chọn cách phản bội lại đất nước và những người bạn. Chính cô đã ra tay giết hại nhà vua. Tina không thể hiểu nổi hết lớn. Hóa ra Vanessa và em gái đã cùng nhau tạo nên câu chuyện giả tạo này. Amber cười lớn ra mặt chứng kiến cái chết của người bạn cũ hắn đưa tất cả người của mình về căn cứ những viên đá thánh bị vỡ tan con rồng cuối cùng cũng thức tỉnh ở thế giới thực bo lan lo lắng về cảnh cáo trong lãnh địa anh hùng anh nhớ lại lời hứa quay về an toàn của những người học trò tất cả các sóng não liên lạc với thế giới ảo dường như mất tín hiệu